Giá lúa gạo hôm nay 3 tháng 9 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long không có biến động so với hôm qua. Thị trường giao dịch chậm do các kho đang trong thời kỳ nghỉ lễ 29. Cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho biết, giá lúa hôm nay ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua, IR50.404 giá dao động quanh mốc 7.900-8.000 đồng 1 kg, lúa Đài Thơm 8 ở mức giá 8.500-8.600 đồng 1 kg, lúa ong 5.451 ở mức 8.200-8.400 đồng 1 kg, lúa ong 18 có giá 8.500-8.600 đồng 1 kg, ong 380 dao động 7.800 đồng 1 kg, lúa Nhật ở mốc 7.800-8.000 đồng 1 kg và lúa nàng nhen khô ở mức 20.000 đồng 1 kg. Bên cạnh đó, thị trường nếp duy trì đi ngang so với ngày hôm qua. Nếp IR4.625 tươi 7.400-7.600 đồng 1 kg, ổn định so với ngày hôm qua. Nếp An Giang tươi 7.000-7.200 đồng 1 kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Trên thị trường gạo, giá gạo ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện gạo nguyên liệu IR504 hè thu giữ ở mức 11.100-11.200 đồng 1 kg, gạo thành phẩm IR504 giữ ở mức 13.200-13.300 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo ghi nhận không có sự điều chỉnh với các mặt hàng gạo lẻ. Hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng 1 kg, gạo jasmine 18.000-20.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 20.000 đồng 1 kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000-16.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 20.000-21.000 đồng 1 kg, gạo hương lài 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường 17.500-18.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái giá 21.000 đồng 1 kg, gạo nhật giá 22.000 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 100% tấm ở mức 452 đô la Mỹ một tấn, gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 575 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 535 đô la Mỹ một tấn. Giá phân bón hôm nay 3 tháng 9 tiếp tục đi ngang tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền Bắc. Theo đó, phân ure Cà Mau, Phú Mỹ được các đại lý bán ra với cùng mức giá khoảng 600.000-620.000 đồng một bao. Giá phân bón tại khu vực miền Bắc. Theo khảo sát, thị trường phân bón không ghi nhận điều chỉnh mới tại khu vực miền Bắc. Hiện, phân Cali Canada, Hà Anh có giá bán lần lượt là 570.000-630.000 đồng một bao và 570.000-600.000 đồng một bao. Với phân NPK 16-16-8 Việt Nhật, Phú Mỹ có giá bán lần lượt là 800.000-830.000 đồng một bao và 810.000-830.000 đồng một bao. Tương tự, phân NPK 16-16-8 T Việt Nhật đang được các đại lý bán ra với mức giá cao nhất tại khu vực miền Bắc, rơi vào khoảng 870.000-890.000 đồng một bao. Giá phân bón tại khu vực miền Trung. Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay giảm tại khu vực miền Trung đi ngang. Trong đó, phân ure Phú Mỹ giữ mức giá 560.000-600.000 đồng một bao. Mặt khác, phân ure thương hiệu Ninh Bình đi ngang trong khoảng 550.000-590.000 đồng một bao. Giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Ghi nhận hôm nay cho thấy, giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đồng loạt chững lại. Trong đó, phân ure Cà Mau, Phú Mỹ được các đại lý bán ra với cùng mức giá khoảng 600.000-620.000 đồng một bao. Bên cạnh đó, phân NPK 16-16-8 tiếp tục đi ngang, dao động khoảng 750.000-850.000 đồng một bao. Giá phân bón tại khu vực Tây Nam Bộ. Cũng theo ghi nhận, thị trường phân bón chững lại tại khu vực Tây Nam Bộ. Theo đó, phân NPK 16-16-8 Cà Mau, Phú Mỹ có cùng mức giá khoảng 620.000-650.000 đồng một bao. Bên cạnh đó, phân NPK 16-16-8 Việt Nhật có giá bảng thấp hơn, dao động từ 610.000 đồng một bao đến 640.000 đồng một bao. Giá heo hơi hôm nay 3 tháng 9, kỳ vọng khởi sắc sau kỳ nghỉ lễ. Giá giao dịch heo hơi hôm nay vẫn duy trì ổn định. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh
thành dao động trong khoảng 61.000, 67.000 đồng 1 kg. Tại miền Bắc, giá heo hơi không có nhiều biến động, thấp nhất là 64.000 đồng 1 kg, vẫn duy trì ở Lào Cai và Ninh Bình. Ngược lại, ở Hà Nội giữ mức 67.000 đồng 1 kg, cao nhất cả nước. Các tỉnh thành còn lại giữ giá quanh mức 65.000, 66.000 đồng 1 kg. Ở miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi tại Thanh Hóa vẫn cao nhất khu vực là 65.000 đồng 1 kg, trái lại giá thấp nhất là 62.000 đồng 1 kg ở các tỉnh như Quảng Trị, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk. Những địa phương còn lại có giá heo hơi từ 63.000, 64.000 đồng 1 kg. Khu vực miền Nam thị trường cũng đang trong kỳ nghỉ lễ nên không có sự biến động nào. Giá heo hơi ở Bà Rịa, Vũng Tàu duy trì mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại Bến Tre chỉ 61.000 đồng 1 kg, thấp nhất cả nước. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 62.000, 64.000 đồng 1 kg. Theo các chuyên gia, giá heo hơi bình quân 63.500 đồng 1 kg là mức khá tốt, song vẫn có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Một trong những tín hiệu đáng chú ý là các bếp ăn tập thể ở trường học hoạt động trở lại khi học sinh vào năm học mới. Bên cạnh đó, thời gian này cũng là cao điểm sản xuất ở các nhà máy xí nghiệp nhằm phục vụ đơn hàng cuối năm nên việc tăng ca cũng giúp tăng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm. Ngoài ra, thời điểm này cũng trùng với việc kết thúc tháng Vu Lan báo hiếu nên nhiều người ăn chay cũng chuyển sang chế độ ăn uống bình thường. Theo khảo sát, giá thịt heo Marmite Daily từ trang winmart.vn tiếp tục không đổi tại thời điểm khảo sát lúc 6 giờ 50 phút. Hiện, các sản phẩm thịt heo có giá bán trong khoảng 108.720, 165.522 đồng 1 kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của Winmart. Theo ghi nhận, chân giò rút xương với giá bán 115.922 đồng 1 kg. Cao hơn là giá sản phẩm thịt heo xay và nạc vai heo lần lượt với mức 118.322 đồng 1 kg và 123.120 đồng 1 kg. Tại công ty thực phẩm Tươi Sống Hà Hiền, giá thịt heo hôm nay vẫn lặn sóng tại thời điểm khảo sát lúc 7 giờ 10 phút. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 69.000. 165.000 đồng 1 kg. Cụ thể, mỡ heo được bán với giá thấp nhất là 69.000 đồng 1 kg. Tiếp đó, giá nạc vai heo là 102.000 đồng 1 kg. Nhỉnh hơn 7.000 đồng 1 kg là giá nạc đùi heo với mức 109.000 đồng 1 kg. Về giá heo hơi hôm nay ngày 27 tháng 8 tăng rải rác 1.000 đồng 1 kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 62.000, 66.000 đồng 1 kg.